Đó là một ngày thật đặc biệt với tôi. Chỉ trong một ngày, tôi đã biến thành một thứ hoàn toàn khác. Trời hôm nay đẹp quá. Thích thật đấy. Họ ăn gì ta vậy? Chúng ta đã ăn gì nên tội cơ chứ? Chúng ta bị đưa đi đâu thế này? Ôi giời ơi, có gì đâu mà không phải sợ. Ôi, cái chân máy chém kìa. Trời ơi, đây là máy tôi nuôi mà. Chúng ta vẫn còn sống à? Ôi mát quá, lâu lắm không được tắm. Ôi, bọn thông em yêu hết rồi. Khổ thân bọn thông em, chúng nó không đạt tiêu chuẩn ý mà. Khước là phải. Ôi, chóng mặt thế. Thế này em nhận gì? Chơi gì lại ngất? Chạy đi. Ôi thích quá, chúng tôi được bay. Đúng là một ngày kinh khủng. Đừng có nói thế. Thế các bạn biết giờ chúng ta được gọi là gì không? Đây là món yêu thích của tôi. Đây là một đặc sản nổi tiếng của Hà Nội. Đây là một đặc sản nổi tiếng của Hà Nội. Cốm. Cốm. Và rồi chúng ta sẽ xuất hiện trên bàn thờ của mọi nhà. Và xuất hiện trên mọi góc phố của Hà Nội. Thank you.
là một cái gì đó giúp ích cho cuộc đời, ta sẽ cảm thấy vui hơn và cuộc sống sẽ thú vị hơn. Tôi cũng vậy. Giờ đây tôi không chỉ là một hạt lúa non ngày ngày hưởng thụ sự tự do xa hoa cuộc đời, tôi đã là cốm, được khoác trên mình bộ áo xanh mượt mà, được mọi người trân trọng, yêu mến, trở thành một món ăn tượng trưng cho văn hóa ẩm thực của người.